Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ lần đầu tiên mở hộp những cái Amiibo liên quan đến tựa game Splatoon 2 này. Thì như các bạn đã biết thì tựa game Splatoon 2 là được phát hành vào năm 2017. Thì đây là một cái tựa game có thể chơi offline và online luôn. Và hiện tại thì nó cũng đang rất là hot luôn các bạn. Nó vẫn chưa hết độ hot của nó đâu, bởi vì chúng ta chơi cái trò này rất là vui. Kiểu là chúng ta sẽ bắn súng sơn á, đội nào mà bắn được nhiều sơn hơn á thì sẽ chiến thắng. Amiibo được hiểu theo một cách nôm na, nó sẽ cung cấp cho chúng ta các vật phẩm mới ở trong game đó các bạn. Và Amiibo nó có hai dạng, một dạng là hình tượng nhân vật như thế này đây, rất là đẹp và rất là chi tiết luôn các bạn. Và một dạng nữa nó sẽ được thiết kế theo cái hình thẻ bài. Nó được làm bằng thẻ nhựa nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái thẻ nhựa này ra cho các bạn xem cái những cái Amiibo bằng nhựa nó như thế nào nha. Và trên thực tế thì mình cũng chưa có chơi game này nhiều nên mình cũng không có rành đâu. Hôm nay chỉ là một clip đập hộp những cái Amiibo cho các bạn xem và mình sẽ test nó thử có nó hoạt động hay không thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào trong game nha. Và khi các bạn bước vào đầu game á thì lúc nào chúng ta cũng sẽ được gặp hai nhân vật này. Và mình sẽ có một cái Amiibo của nhân vật này mình mua sẵn bằng tượng nhân vật rồi đây. Khi vào trong game thì chúng ta sẽ phải tiến đến cái biểu tượng chiếc hộp Amiibo ở trên sân chơi nha. Bây giờ mình sẽ đến cái biểu tượng Amiibo và mình sẽ test tất cả các nhân vật từ thẻ cho đến tới hình nhân vật để các bạn xem nó có hoạt động như thế nào nha. Và chúng ta đã tới cái Amiibo ở trong game rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc scan cái thẻ lên trên nút Joy-Con để chúng ta lấy nhân vật. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Và theo mình biết thì cái Amiibo này nó sẽ cung cấp cho mình một cái vật phẩm ở trong game. Và mình cũng có thể chụp hình ở trên game với cái Amiibo này luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện các bước để cho các bạn xem thử nha. Thank you.
Thực sự thì mình cũng không có check lại khi mà mình nhận hàng, mình mở hộp ra và mình review liền cho các bạn luôn, nên là mình cũng không biết lý do vì sao mà cái Amiibo này nó không hoạt động trên máy. Hay nhưng mà cái Amiibo này là mình order từ nước ngoài nên là cái việc đổi trả mình nghĩ là cũng không khả thi rồi. Nhưng mình cũng hy vọng rằng là qua video clip này chúng ta cũng đã có những trải nghiệm thật là tuyệt vời về Amiibo các bạn nha. Và nếu như các bạn có những chia sẻ thì hãy để lại comment cho mình nhé. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ tinh thần cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.